بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Thì sau khi mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam cùng với những người dân Yathrib, tức là dân Medina, thống nhất với nhau về cái hiệp ước rằng họ sẽ bảo vệ Nabi để mà Nabi hoàn thành cái sứ mạng của mình, và họ sẽ sẵn sàng hy sinh hết tất cả mọi thứ họ có thể để mà bảo vệ sứ mạng của người, thì lúc này Nabi đã ra lệnh cho những người Muslimin bắt đầu di cư, tức là trốn lánh để mà di cư đến Medina. Và trước đó đó có cuộc di cư lẻ tẻ, và cái người đầu tiên di cư đến Medina đó là gia đình của ông Abu Salama, thì chúng ta đã nghe ở trong những cái phần đầu đó là gia đình ông ta đã đi, nhưng mà ông ta đã được đi trước, còn vợ và con đã bị giữ lại. Và do sự tranh giành giữa gia đình bên nội ngoại làm cho người con nó bị chết. Thì người vợ sau đó một năm sau bị giữ lại, và bà ta cũng đã được đi với chồng về Medina gặp chồng với mình. Và sau đó những người Muslimin âm thầm ra đi, ai cũng sợ rằng họ mình phải bị cái sự ngăn chặn và bị bắt lại bởi Quraysh, nên họ sợ. Riêng ông Umar bin Khattab, ông ta lại là một người khác với mọi người. Ông ta lại công khai cái việc ra đi của mình. Vào ngay cái ngày ông ta ra đi vào buổi sáng, ông ta đến ngay trước mặt Quraysh tại Makkah, tại Kaaba, ông ta nói: "Này hỡi dân Quraysh, ta báo với các người một việc. Bây giờ ta sẽ di cư đi Medina vì Allah, vì thiên sứ của Ngài. Ai muốn vợ của y phải mất chồng, trở thành quả phụ, mẹ của y phải khóc thương tiếc cho con, hoặc con của y sẽ là đứa trẻ mồ côi, thì y hãy ngăn chặn ta ở cái thung lũng, ta sẽ đi đây." Thì Umar báo cho vị trí và cái địa điểm Umar sẽ đi ngang đó, nếu như ai có gan thì dạy đến đó mà chặn Umar. Nhưng mà tất cả dân Quraysh im lặng, không ai dám, tại vì họ biết Umar là ai, và Umar nói là Umar dám làm. Chứ mình Umar là người duy nhất dám công khai việc di cư của mình, có những khi thì âm thầm lặng lẽ. Thì lúc này mọi người hầu như đi di cư rất là nhiều rồi, kể từ khi mà Nabi cùng với những người dân ở Yathrib ra cái hiệp ước, cái lời giao kèo với nhau là khoảng chừng 2 tháng. Lúc này ở Makkah chỉ còn lại có vài người thôi, cho đó là Nabi và Abu Bakr, Ali và ông Suhaib, và Zayd bin Haritha, và một số ít những người nô lệ bị kẹt ở lại. Thì lúc này ông Abu Bakr đến xin Nabi được phép di cư, thì Nabi không cho. Nabi mới nói: "Này Abu Bakr, ta đang chờ đợi lệnh, và ta mong rằng ta với ông cùng đi." Thì Abu Bakr nghe được cái tin đó, ông ta đã mừng, và ông ta đã trở về chuẩn bị. Nhưng ông ta chuẩn bị một cách âm thầm, không dám cho Quraysh biết rằng Nabi sẽ di cư. Còn riêng về bên Quraysh á, họ lúc này họ bắt đầu nổi giận. Họ cảm thấy bực tức khi Nabi và những người Muslimin đã được nhóm người ở Yathrib đứng ra bảo vệ cho họ. Lúc này họ đã rất là tức, căm tức, và họ bắt đầu họp. Họ ra một cuộc họp khẩn, và họ thông báo cho tất cả những lãnh đạo của Quraysh ở Makkah đi vào cuộc họp, vào cái hội thảo được gọi là Darun Najwa, cuộc hội thảo lớn để mà họ bàn về cái sự sống chết của Nabi, cũng như là sự sống chết của tôn giáo Islam. Thì lúc này vào sáng ngày thứ năm, ngày 26 tháng Safat, tức là tháng 2 năm thứ 14, mà năm sau khi Nabi nhận lãnh sứ mạng đó, thì họ tập trung để mà hội thảo. Thì trong lúc đó có một người đàn ông lạ xuất hiện với bộ dạng già, râu bạc, tóc cũng bạc. Thì cái người đàn ông đó lạ, không ai biết ông ta là ai. Thì mọi người mới hỏi: "Ông đến đây làm gì? Và tại sao ông đến đây?" Thì em nói: "Ta nghe được các ngươi họp về vấn đề Muhammad, cho nên ta đến tham gia. Ta là một ông lão ở Najd." Najd là cách ở Makkah, là nó khoảng cách xa. Najd là nó gầm gần ở thủ đô Riyadh ngày hôm nay. Thì không ai biết ông ta là ai cả. Nhưng đó không phải là con người. Cái tên đó không phải là con người, mà hắn chính là Iblis. La'natullah alayhi, là nó đã giả dạng là một con người đàn ông để mà đến tham gia, muốn bàn bạc kế hoạch bài trừ Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Thì sau khi mọi người vào vị trí, thì Abu Aswad trong nhóm mới nói: "Ta có ý kiến như thế này.
Bây giờ chúng ta, thay vì trước đây chúng ta ngăn chặn Muhammad không cho nó truyền bá Islam ở Mecca, thì bây giờ nó có ý định muốn đi, thì bây giờ chúng ta trục xuất nó khỏi xứ đi, chúng ta sẽ rảnh tay. Thì cái tên lão già anh ở Najd, anh nói cách này không được. Tại vì đó, các ngươi biết rằng Muhammad cái lời nói của nó thu hút như thế nào rồi. Chỉ cần mà nó rời khỏi Mecca thì cái lời nói của nó sẽ làm cho tất cả dân Ả Rập nghe theo lời của nó. Thì ngày càng họ sẽ tập trung lấy lực lượng đủ lớn. Thì khi họ đủ mạnh thì họ sẽ trở lại tấn công mà đánh các ngươi. Các ngươi không thể dùng cách này. Thì một người đàn ông khác tên là Abu Mukhtari mới nói, bây giờ ta có cách này. Thế bây giờ chúng ta hãy giam cầm nó lại vào một cái nơi không ai có thể cứu nó cho đến khi nó chết, giống như chúng ta đã từng làm những gì nhà, những cái nhà thơ mà trước đây đã chăm đối chúng ta. Cái tên lão già đó cũng lên tiếng mới nói cách này cũng không ổn. Tại vì nếu như các ngươi nhốt nó thì bằng hữu của nó bây giờ đã đi hết rồi, đã trở về Yathrib hết rồi, thì chắc chắn rằng họ sẽ dám hy sinh hết tất cả mọi thứ, kể cả mạng của họ, để đến đây giải cứu cho Muhammad. Và giữa các ngươi với họ sớm muộn cũng sẽ có một cuộc chiến tranh không thể nào tránh khỏi. Thì cách này cũng không ổn. Thì Abu Jahl, một tên Fir'aun mà Nabi nói đây là tên Fir'aun của cộng đồng của ta, Abu Jahl mới nói ý kiến của các ngươi không có phù hợp. Thì các ngươi ý kiến của ta mới gọi là ý kiến này. Thì mọi người mới nói, dạ em hãy nói đi Abu Jahl. Em ta nói bây giờ đó, chúng ta hãy cử ra mỗi một bộ lạc, tức là một dòng họ, một thanh chàng thanh niên khỏe mạnh và gan dạ và có sức khỏe, để cùng nhau, mỗi một người đó họ, một chàng thiên cầm một cái vũ khí và cùng nhau bao quay quanh nhà của Muhammad. Và khi y rời khỏi nhà thì tất cả cùng một lúc xông vào giết chết đi. Thì lúc này mạng của Muhammad được tất cả bộ lạc của Quraysh tham gia giết nó, thì chắc chắn rằng dòng họ Abu Talib, dòng họ của Muttalib và dòng họ Hashim không bao giờ dám đòi mạng của các người. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến giải pháp, đó là chúng ta bồi thường, bồi thường cho cái mạng của Muhammad. Đó là cách an toàn nhất và cách hợp lệ nhất trong giây phút này. Thì cách đó được ông lão và râu bạc Najd nói đây là cách đó, đây ý kiến này là đúng nhất. Thì họ đã lựa chọn trong dân Quraysh 11 người thanh niên cơ bắp và gan dạ nhất, và những người đã từng có ra xa trường cầm vũ khí để mà chuẩn bị lên cọt. Nhưng họ không có để cái điều này xuất hiện cho mọi người đến tai. Mọi người đang là cuộc họp bí mật và cuộc họp để mà thông báo rằng họ sẽ có kế hoạch như này, nhưng mà chỉ riêng cho nhóm họ thôi. Thì họ lên kế hoạch âm thầm, thì Allah subhanahu wa ta'ala, Ngài cũng có kế hoạch của Ngài để bảo vệ cho Nabi của Ngài. Thì chỉ cần Allah subhanahu wa ta'ala ra sức bảo vệ cho Nabi của Ngài thì kể như tất cả mọi chuyện không có gì phải mà đáng nói nữa. Thì cho đến cái ngày mà Nabi sallallahu alaihi wasallam được lệnh ra đi, thì Jibril mới đến mới nói này Muhammad, đêm nay ngươi không được ngủ trên giường của mình. Allah đã ra lệnh cho nhà ngươi phải di cư vào cái giờ sáng mai. Thì vào ngay cái ngày hôm đó, Nabi cũng cố gắng làm tất cả mọi hành động giống như thông lệ, giống như cái ngày trước đó, để cho mọi người, để cho dân Quraysh không có phát hiện rằng Nabi sẽ di cư. Thì cho đến buổi trưa, Nabi đi tìm đến nhà cô Abu Bakr. Thì đây là một cái điều lạ mà Abu Bakr chưa từng thấy Nabi đi đến nhà ông ta vào buổi trưa như thế này. Tại vì ở Mecca đó, thời tiết rất là nóng, mọi người tránh hết sức ra đi khỏi nhà vào buổi trưa. Họ có đi sẽ đi vào buổi sáng hoặc là buổi chiều, tại đó là thời tiết nó mát, buổi trưa nắng nên nó không ai muốn rời khỏi nhà mình hết. Nhưng Nabi đã lợi dụng lúc đó đó, Nabi đến gặp nhà Abu Bakr. Khi vô nhà cô Abu Bakr thì lúc này đó, trong nhà Abu Bakr có hai người con gái còn nhỏ là bà Asma và bà Aisha. Hai người vẫn còn là hai đứa trẻ. Thì Nabi mới nói này Abu Bakr, ta có một cái chuyện bí mật muốn nói riêng với người, ngươi hãy đuổi hết mọi người đi đi. Thì Abu Bakr nói thưa Rasul của Allah, ở đây không có ai ngoài hai đứa trẻ con gái của tôi hết, chúng nó là đứa trẻ thôi, nói trước mặt chúng hay là sao hay là chúng không có mặt cũng là không có vấn đề gì, thiên sứ cứ nói. Thì Nabi Sallam nói ta được lệnh Allah cho phép di cư đi Madina.
và ngươi được phép đi cùng với ta. Thì lúc này Abu Bakr ông ta mừng. Ông ta mừng đến ông ta khóc. Thì bà Aisha bà ta nói: tôi chưa từng thấy ai mà lại mừng mà phải bật khóc như một đứa trẻ, giống như tôi thấy cha của tôi vậy. Tức là Abu Bakr nghe được cái tin được đi cùng với này, vì ông ta đã mừng đến ông ta khóc như một đứa trẻ. Ông ta mừng vì đã được phép đi cùng với cái người bạn và cái người ông ta tôn trọng và người ông ta kính trọng và người thân với ông ta ngay từ bé tới ngày hôm nay. Thì cái ông ta đã có chuẩn bị trước đây. Ông ta nói: thưa Rasulullah, tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi, 2 con ngựa và lương thực đủ để chúng ta đi, và có người dẫn đường. Thì Nabi giao cái nhiệm vụ đó cho ông Abu Bakr lo như vậy đó. Thì ông Abu Bakr mướn một người đàn ông tên là Abdullah bin Urayqib. Ông ta là người dẫn đường đi một con đường mà chỉ có một số ít người mới biết đường đi đến Madina. Và hẹn là 3 ngày sau khi mà Nabi rời khỏi nhà của mình sẽ gặp nhau ở tại núi Thawr. Thì lúc này vào ngay cái đêm đó, ngay cái đêm mà Nabi sallallahu alaihi wasallam ra đi, thì theo cái thống nhất của người Quraysh, nó cử 11 người thanh niên cầm vũ khí sẵn trên tay bao quay xung quanh nhà Nabi. Và trước đó đó Nabi đã ra lệnh cho Ali bin Abi Talib, mới nói: này Ali, đêm nay con hãy ngủ trên giường của ta, hãy đắp cái mền của ta, và con sẽ không bao giờ bị bất cứ gì xấu cả. Hãy an tâm mà ngủ trên đó. Rồi sau đó đó, con hãy lấy những cái hành lý mà mọi người đã ký gửi cho ta đó, đem đi trả về cho chủ của nó, rồi hãy đi đến Madina gặp ta. Chúng ta hãy biết điều này nè. Nabi lúc này, lúc mà sau khi nhận lệnh sứ mạng được Quraysh, tất cả Quraysh nó ghét Nabi, nhưng nó vẫn tin Nabi là một người thật thà và trung thực. Ở thời xưa đó, họ không có cái nơi để mà cất giữ tài sản riêng của mình. Mỗi lần mà họ đi xa, có một chuyến đi xa đó, thì họ sẽ đem tài sản quý giá của mình đó, đem đến một người nào mà họ tin tưởng nhất, họ gửi. Và sau khi họ trở về, họ sẽ lấy cái tài sản đó về. Thì dân Quraysh nó đem tài sản của mình gửi cho Nabi rất là nhiều. Nabi giữ cái ký gửi của họ rất là nhiều, tại vì Nabi là một người uy tín và trung thực, sẽ giữ họ. Nabi giữ tài sản đó giống như Nabi giữ tài sản của riêng mình vậy, không bị mất mát hay là bị thiệt thòi bất cứ gì mà họ đã ký gửi. Cho nên Nabi đã ra lệnh cho Ali đem trả lại sau khi mà Nabi rời khỏi Mecca. Thì lúc này vào ngay cái đêm đó, sau khi mặt trời mà lặn rồi, theo cái thông thường đó là Nabi ngủ sau Salat Isha. Sau khi Isha xong rồi Nabi ngủ. Nabi sẽ ngủ cho đến khi mà còn hơn qua đến 2/3, tức là còn lại khoảng 1/3 cuối của đêm á, thì Nabi thức dậy. Nabi đi đến Mecca, đến tại Ka'bah. Nabi hành lễ Salat Tahajjud và Qiyam và quy tiết tại đó. Đó là thông thường ngày nào cũng vậy hết. Thì họ chờ cho đến khi mà Nabi rời khỏi nhà vào thời điểm đó đó, thì họ sẽ cùng xông vào để giết Nabi. Thì họ bao vây xung quanh nhà Nabi. Nhưng Allah subhanahu wa ta'ala, kế hoạch của Ngài là hoàn hảo và hoàn chỉnh nhất. Nabi đã ra khỏi nhà của mình sau khi màn đêm đã phủ. Nhà Nabi đã hốt đất. Nabi đã đi đến từng trước mặt từng 11 tên xung quanh nhà Nabi. Nabi gãi cát lên trên đầu đó. Nabi vừa gãi, Nabi vừa đọc câu kinh mà Allah subhanahu wa ta'ala đã phát: وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Đó là Nabi đọc cái câu kinh đó khi Nabi gãi đất lên trên đầu của 11 tên đang chuẩn bị giết Nabi. Thì cái ý nghĩa của câu kinh đó là: và ta, tức là Allah ta'ala nói, và ta đã đặt một bức màn vô hình che chắn trước mặt chúng và sau lưng chúng, và ta đã che mặt chúng như thế đó nên chúng đã không nhìn thấy bất cứ gì. Nabi đứng ngay trước mặt của chúng, gãi đất lên trên đầu của chúng, nhưng chúng không có cảm giác gì hết. Allah subhanahu wa ta'ala, kế hoạch của Ngài là hoàn hảo và hoàn chỉnh nhất. Và Allah subhanahu wa ta'ala đã thiên khải kể về cái cuộc kế hoạch vào ngay cái thời điểm đó. Allah ta'ala mặc khải: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Thì Allah phán rằng: và khi chúng, những kẻ có đức tin, những kẻ vô đức tin đó, đã hợp lại để có ý định giam cầm ngươi, hoặc là sát hại ngươi, hoặc là trục xuất ngươi ra khỏi xứ, và họ đã lên kế hoạch, và Allah cũng lên kế hoạch, nhưng mà kế hoạch của Allah là hoàn hảo nhất trong tất cả những ai lên kế hoạch. Thì Allah đã lên một kế hoạch sẵn để bảo vệ cho Nabi, tại vì Allah nói cái tôn giáo này nó sẽ chiến thắng, cho dù thiên hạ có ghét bỏ nó, cho dù người kafir vô đức tin có muốn hủy diệt nó,
nhưng Ngài quyết định nó sẽ là phơi bày giống như cái ánh sáng của mặt trời, không ai có thể che khuất nó hay là dập tắt nó được. Trước khi đến cái đêm những cái 11 tên đó bao giây là nhà của Nabi đó, vậy thì ông Abu Jahl đã tập hợp dân Quraysh, ông ta nói mấy lời lẽ hóng hách và tự cao, ta nói này hơi mọi người, Muhammad nó nói với mọi người đó, nếu như các ngươi đi theo nó thì dân Ả Rập sẽ phục tùng các ngươi và các ngươi sẽ được vô thiên đàng sau khi các ngươi chết, giống như các ngươi thưởng được cái tòa lâu đài ở Jordan vậy. Còn nếu như các ngươi chống đối lại nó thì các ngươi sẽ bị chiến tranh và sẽ bị thất bại, và sau khi các ngươi chết sẽ bị đẫm vào đống cổ vào quả ngục. Thì giờ đây nè, chúng ta đang chuẩn bị sát hại nó nè, xem coi nó làm được gì chúng ta. Ông ta nói về lẽ thách thức và hóng hách rằng Nabi không làm gì được ông ta, và ông ta chắc chắn rằng kế hoạch của ông ta giết Nabi sẽ thành công. Nhưng Allah subhanahu wa ta'ala đã bảo vệ và người đã bình an rời khỏi. Thì sau khi Nabi đi thì có một người đàn ông thấy cái sự việc, có hoàn cảnh xảy ra, ông ta chạy lại mới nói: này hả mọi người, tại sao các ngươi còn ngồi đấy? Muhammad đã rời khỏi nhà nãy giờ rồi. Thì mọi người nói không tin, nó không tin gì, các ngươi gờ trên đầu mình coi, ai cũng dính đất trên đầu mình hết kìa. Nó đã gãi đất lên trên đầu các ngươi mà các ngươi không thấy. Thì họ sờ lên đầu mình thì tất cả 11 tên đều dính đất. Nhưng họ nhìn vào trong nhà và qua cửa sổ thì họ vẫn thấy có người đắp mền trên cái giường của Nabi. Nhưng họ không ngờ đó là Ali. Họ không ngờ đó Ali, vì họ chạy vào kéo ra thì là Ali. Thì lúc này Abu Jahl cũng đã đến, mới hỏi Muhammad đâu rồi. Thì Ali nói tôi không biết. Thì do cái sự tức giận, ông ta đã tán cho Ali một bạt tai chảy máu mặt và bắt đem Ali về chối ở Kaaba. Nhưng chỉ có khoảng cỡ 1 tiếng 2 tiếng hồ sau thì thả ra, tại vì không có dám làm gì Ali. Và Ali cũng không có cái lý do gì để mà sát hại Ali hay là đánh Ali nhiều hơn nữa. Còn về phần của Nabi sallallahu alaihi wasallam, sau khi rời khỏi cái nhà thì Nabi đã đi đến liền gặp nhà Abu Bakr, và hai người rời khỏi nhà Abu Bakr đi đến cái núi, nó nằm ở dưới Mecca, cái núi là gọi là núi Thawr, nó cách Mecca khoảng cả 8 km. Nabi cùng với Abu Bakr hai người đi đến đó. Thì khi mà đến miệng núi thì Nabi dự định đi vào thì Abu Bakr nói khoan, để cho tôi đi vào trước thưa Rasul, tôi đi vào xem sao bên trong nó có cái gì nguy hại không, tôi sợ rằng nó sẽ gây hại đến Nabi. Thì ông ta đã vào trước bên trong xem coi có cái gì bên trong, và ông ta đã dọn sạch, và ông ta thấy mấy cái lỗ trong núi đó thì ông ta đã lấy cái vật dụng có thể nhét, nhưng mà không nhét được thì ông ta đã lấy cái xà rông, cái mà có mảnh vải trên người của ông ta đã xé và ông ta nhét vào cái lỗ, cuối cùng nó còn là hai cái lỗ, nó không có gì để nhét nữa. Thì ông ta đã lấy hai cái chân của mình, ông ta nhét vào, ông ta bất cần bất cứ gì trong đó, ông nhét cái chân của mình, hai chân vô. Thì Nabi vào, thì sau khi Nabi vào thì Nabi mệt, Nabi đã đặt cái đầu lên trên cái đùi của ông ta và Nabi ngủ thiếp. Thì ông ta thì ngồi yên đó, thì ông ta bị một con vật gì cho nó không biết, nó cắn cái chân của ông ta nhưng không dám nhúc nhích. Ông ta đã cố gắng chịu đựng không dám nhích, nhưng cái nỗi đau làm cho ông ta khóc, nước mắt nó rơi, nó nhiễu lên gò má Nabi. Thì Nabi giật mình, Nabi hỏi chuyện gì vậy Abu Bakr. Thì ông ta lúc đầu cũng chối là không có gì, nhưng Nabi nói có chuyện gì vậy, hãy nói cho ta biết. Nó thưa thiên sứ của nó, hình như tôi bị con gì đó nó cắn ở chân mình. Thì thiên sứ nói hãy cho ta coi. Thì ông ta đã đưa chân cho Nabi coi, thì Nabi đã đùa và Nabi đã lấy nước bọt phun vào cái vết cắn đó. Thì ông ta nói dường như nó không còn đau nữa, nó không còn bị đau đớn như thế nào nữa. Và ông ta đã ở lại dưới Nabi Salam, ở lại đó 3 ngày 3 đêm. Thì cái việc đem tin tức và thức ăn á, thì cả gia đình của Abu Bakr họ là những người giúp đỡ Nabi Salam mọi cách. Abdullah con trai của Abu Bakr á, ban ngày thì ở ra ngoài cùng trà trộn xung quanh với dân mặt cát nghe thông tin. Ban đêm đến sau khi mặt trời lặn thì ông ta sẽ đến ngủ ở ngoài miệng hang, ở ngoài miệng núi, ở ngoài miệng hang núi để mà báo tin cho Nabi và bảo vệ cho Nabi. Và ban ngày thì Asma đem thức ăn đến cho Nabi và Abu Bakr, sau đó bà ta về. Còn ông Amir bin Fuhayra là người nô lệ của Abu Bakr, ban ngày ông ta lùa cái đàn cừu đi chăn gần đó. Ông ta từ nhà mình ban ngày lùa đàn cừu lại, vừa đi đến với ông ta mục đích là quét dọn, phá đi cái dấu vết bằng chân
của con của Abdullah có ông Abdullah ban đêm ngủ và ban ngày trả lời Makkah. Ông Abdullah sẽ trả lời Makkah trước Fajr. Giờ để che tay mắt cho Quraysh nó không nghi ngờ. Thì ông Amir bin Fayrat đùa đàn cừu đến để mà xóa đi cái vết bàn chân đó. Và ông ta chăng cái đàn cừu của mình gần cái miệng hang núi đó để tiện cung cấp sữa vô cho Nabi với Abu Bakr. Thì chúng ta thấy họ là những người hy sinh, không phải một mình Abu Bakr mà cả ông dòng, cả gia đình muốn hy sinh cho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì lúc này trở lại gia đình có Abu Bakr, thì Abu Jahl sau khi nó không gặp được, nó không biết Nabi còn ở nhà, thì nó đi thẳng đến nhà có Abu Bakr. Lúc này đã sáng rồi, thì nó nói, nó gõ cửa, thì Asma con gái của Nabi của Abu Bakr mở cửa ra, hỏi chứ cha của mày đâu, Abu Bakr đâu? Thì Asma nói tôi không biết. Thì ông ta đã nhẫn tâm tán cho Asma một bàn tay, tán một bàn tay như trời giáng, làm cho cái đeo bông tay của bà ta rớt và mặt bà ta chảy máu. Và nó bỏ giận, nó bỏ đi. Thì lúc này cha của Abu Bakr, Abu Quhafa mới đến thăm hai đứa cháu ngoại của mình và tội nghiệp, và mới nói chắc có lẽ cha của tụi bay đó. Thì lúc này ông ta vẫn chưa vô Islam, cha của Abu Bakr lúc này ông ta vẫn còn là người cà phê, ông ta vô Islam rất dễ, tới khi mà Makkah được giải phóng ông ta mới vô Islam. Thì lúc này ông ta mới nói cha của tụi bay chắc có lẽ bỏ tụi bay chết đói, chắc có lẽ cha của bay trốn đi và lấy hết tất cả tài sản thì phải. Thì Asma là một người thông minh, đã lấy cục đá đó gói trong một cái miếng vải, nói không đâu ông nội, cha con đi để là chúng con một số vàng như thế này, thì bà ta lấy cái đó bà ta để lên bàn, cha con để cho chúng con một số vàng như thế này. Thì ông nội ông Abu Quhafa tư tưởng đâu đó là vàng thật, thì em ta nói nếu như mà cha của tụi bay để lại số tiền như thế thì cũng đã đủ cho tụi bay, cũng đủ cho tụi bay sống rồi. Nhưng Asma, bà Asma nói Abu Bakr đã không để lại bất cứ gì trong gia đình, tất cả tài sản ông ta đem đi hết cùng với mình vì cho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì chúng thấy không có ai hy sinh cho Nabi hơn Abu Bakr, không có một người nào mà nói rằng mình thương Nabi hơn Abu Bakr, và không có một người nào mà có thể hy sinh cho Nabi hơn Abu Bakr. Ông ta là một người hy sinh tất cả mọi thứ, ông ta có thể hy sinh kể cả mạng của mình, ông ta chẳng bất gì, không thèm đến. Thì Nabi cùng với Abu Bakr hai người đang ở trong núi, thì lúc này đó tụi Quraysh nó cũng đã đi tìm đến nơi, nó đứng ngay trước cửa hang luôn. Thì lúc này ông Abu Bakr ở trong cái núi, ông ta sợ, ông ta hoảng sợ và lo lắng lộ ra bên ngoài. Thì Nabi vẫn bình tĩnh, Nabi nói Abu Bakr chuyện gì vậy, tại sao ông lại hoảng sợ như thế? Thì ông ta mới nói thưa Rasulullah, chỉ cần cái đám người đó họ chỉ cần họ cúi xuống thôi, chỉ cần họ cúi xuống là họ sẽ thấy chúng ta rồi, thưa thiên sứ của Allah. Tôi sợ, ông ta không phải sợ cho bản thân của mình, mà ông ta sợ bản thân của Nabi sẽ bị bắt và Nabi sẽ bị giết. Ông ta lo cho Nabi, ông ta sợ. Thì thiên sứ mới nói, ngươi đừng có sợ, ngươi đừng có sợ Abu Bakr. Không, trong núi này không phải chỉ có hai ta đây đâu, mà Allah subhanahu wa ta'ala là đấng thứ ba cùng với chúng ta. Allah đã kể cái điều này trong Quran, và Ngài là đấng thứ ba đứng ra bảo vệ cho thiên sứ và Abu Bakr lúc hai người bị đuổi ra khỏi xứ sở Makkah. Thì sau khi ba ngày trôi qua, thì lúc này lời hứa Nabi với các người dẫn đường là Abdullah bin Urayqit đến, ông ta dắt hai con lạc đà đến, hai con ngựa đến. Thì lúc này bà Asma cũng đem thức ăn đến đó cho mà chuẩn bị lên đường, nhưng mà không có cái gì để mà cột lên trên cái con ngựa đó. Asma đã cởi sợi dây thắt lưng của mình á, cột cái thức ăn nó lên trên con cái hành lý của Abu Bakr với Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì lúc này Nabi Abu Bakr với cái người dẫn đường là Abdullah bin Urayqit, với cái người nô lệ của Abu Bakr là Amir bin Fuhayrah, là bốn người bắt đầu họ rời khỏi cái núi sâu để mà ra đi. Thay vì đi thẳng một con đường mà tất cả mọi người đi, thì Makkah và Madina nằm ở hướng bắc của Makkah. Thay vì đi con đường thẳng như thế này á, là con đường này ai cũng đi hết, tức là ai cũng biết hết, thì Abu Bakr thông minh, ông ta không đi con đường bình thường mọi người đi. Tại vì nếu đi con đường này, cho dù mình đi nhanh cỡ nào cũng sẽ bị bắt trở lại. Thì ông ta đi một con đường khác hoàn toàn, chỉ có một số ít người biết cách đi đó. Thì ông ta bắt đầu rời khỏi, ông ta đi hướng về hướng nam, đi hướng ngược lại, cho đến một đoạn rất là xa, thì ông ta mới chuyển về hướng tây. Và khi đến bờ biển đỏ, thì ông ta cặp bờ biển đỏ, ông ta hướng ngược trở lại và hướng bắc.
Tại vì mặt Matina nằm ở hướng Bắc, ông ta đi một con đường ngược lại, đánh lạc hướng của những người tìm kiếm. Thì lúc này đi được khoảng 130 cây số thì Nabi đã mệt lả người và Nabi đã nằm ngủ dưới một gốc cây. Nabi thiếp đi, thì trong khoảng thời gian đó có một người chăn cừu đi ngang thì Abu Bakr đã xin được sữa và lại Nabi thức cho Nabi uống. Và mọi người đã qua đêm, sau đó qua ngày thứ hai. Qua ngày thứ hai thì Nabi đi một đoạn xa nữa, thì đến buổi trưa thì Nabi gặp một cái liều nằm ở giữa sa mạc. Thì cái liều đó là của một gia đình của người phụ nữ tên là Ummu Ma'bad. Thì Nabi ghé vào cái liều đó. Lúc này trong liều chỉ có mỗi một mình bà ta thôi. Thì Nabi ghé vào thôi, Nabi xin cái gì đó ăn. Thì bà ta mới nói lúc này thời gian gần đây thời tiết nó hạn hán, làm cho cái bầy cừu của chúng tôi ở đây nó cũng không có đủ sữa cho chúng tôi uống nữa. Cho nên trong nhà không còn gì để ăn nữa chứ. Hết sạch rồi. Thì lúc này đó Nabi nhìn ở bên cặp bên liều nó có một con cừu. Nó bị bệnh, nó nằm liệt bên đó bằng cừu cái. Thì Nabi mới nói bà có thể cho phép tôi đến dắt sữa con cừu đó không? Bà ta nói nó đâu có sữa đâu. Nó bị bệnh, nó đi không nổi đó. Nếu nó đi nổi nó đi cùng với bầy nó hồi sáng nay rồi. Nó bệnh nó không còn sức nó đi cho nên nó nằm đó đó. Nhưng Nabi nói bà hãy cho phép tôi sẽ dắt sữa từ nó. Ông muốn làm đâu ông làm đi. Bà ta không biết đó là Nabi. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã đến đó. Bàn tay cao quý của Nabi sallallahu alaihi wasallam đụng tới cái bầu sữa và Nabi dắt thì nó có sữa. Subhanallah. Thì Nabi hỏi trong nhà có cái gì đựng không? Thì bà ta đã đưa cho Nabi một cái bát đựng, thì Nabi đã dắt đầy cái bát sữa đó. Nabi đã cho bà gia đình bà ta uống. Nabi uống, bốn người đi cùng với Nabi, ba người đi cùng với Nabi cũng Nabi là bốn và bà ta nữa là năm. Năm người uống cái bát sữa đó, sau khi uống xong cái bát sữa vẫn còn đầy tựa như chưa uống. Và Nabi đã để cái bát sữa lại cho gia đình, Nabi đã ra đi. Thì một lát sau chồng của bà ta là Abu Ma'bad về mới hỏi chứ sữa nãy đâu mà ra, sao con cừu đó lại đứng vậy được. Thì bà ta mới kể chuyện sự việc xảy ra. Thì kể về cái chi tiết và kể về cái miêu tả về người đàn ông mà bà ta đã thấy lạ. Thì ông ta mới nói chắc có lẽ đó là Muhammad và nhóm bạn của ông ta. Quraysh nó đang treo giải thưởng là 100 con lạc đà đối với ai bắt dính mùa Muhammad dù sống hay chết. Chúng ta hãy tương tự 100 con lạc đà đó. Số tiền mà chúng ta tính lợi đó, rẻ nhất đó, nó cũng là 1 tỷ. Đó là rẻ nhất, đó là số tiền mà nếu mà chúng ta tính cái con lạc đà mà rẻ bằng giá con bò của mình ở đây đó thì cũng là cả tỷ bạc. 100 con lạc đà, số tiền rất là khổng lồ. Cho nên toàn dân mặt cá, người thương Nabi hay là ghét Nabi đều ra khỏi nhà mình đi tìm Nabi để mà thưởng 100 con lạc đà, số tiền rất là lớn. Thì cho đến ngày thứ ba, có một người đàn ông từ ở ngoài xa đó đi vào thành Mặt Cá, đi đến gặp trước dân Quraysh mới nói tôi thấy được một nhóm người đã rời khỏi đi trên vùng sa mạc, miêu tả về cái số lượng của họ, về cái hình dạng của họ, chắc có lẽ đó là Muhammad và nhóm bạn của nó. Thì trong nhóm đó có ông Suraqah bin Malik, ông ta là người thông minh hơn, ông ta muốn lấy cái giờ phần thưởng dành riêng cho mình. Thì ông ta nói không đâu, ông nói bậy rồi đó, cái nhóm người đó là nhóm người tôi biết, họ đã rời khỏi, tức là ông ta đánh lừa tụi Quraysh, không cho Quraysh đi đoạt giải thưởng của mình. Thì ông ta bắt đầu đi về nhà, chuẩn bị lấy ngựa và chuẩn bị vũ khí để mình gượt theo. Thì ông ta gượt theo cho đến khi mà ông ta gần gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam thì ông ta dừng lại. Ông ta bắt đầu bói quẻ, ông ta là người mê tín dị đoan, thì ông ta bắt đầu lập quẻ. Ông ta xem coi Muhammad sẽ bị bắt trong lần này hay không. Thì ông ta bói quẻ thì cái quẻ nó ra điều ngược lại, tức là Nabi sẽ bình an. Ông ta tức, ông ta không thể nào như vậy được. Thì ông ta lên trên ngựa, ông ta phóng đi gần Nabi. Thì gần đến Nabi thì làm cho con ngựa nó đứng lại, nó không đi nữa. Và nó cứ dùng dãy thì nó bị lúng, con ngựa nó bị lúng xuống tới ngang đầu gối, hai chân trước nó bị lúng. Thì ông ta nhảy xuống, ông ta kéo con ngựa lên. Thì ông ta bắt đầu làm cái quẻ thứ hai. Thì cái quẻ thứ hai nó giống như cái quẻ thứ nhất, làm cho ông ta cũng không chịu nghe theo cái lời quẻ, ông ta chạy đến nữa. Nhưng mà Nabi vẫn vô tư đi phía trước. Còn Abu Bakr, ông ta luôn sợ, ông ta sợ Nabi sẽ bị bắt. Và ông ta hoảng sợ, lúc nào cũng hoảng sợ, lo cho Nabi bị bắt hết chứ. Thì Suraqah có đi đến gần nữa thì cũng bị giống như lần trước, ngựa bị lúng.
Và ông ta đã dừng xuống kéo ngựa lên và cũng lại bói quẻ lần thứ ba nữa. Thì cái quẻ nó vẫn ra giống như hai lần trước. Thì lúc này ông ta mới nói Muhammad chắc chắn nó sẽ, cái tôn giáo của Muhammad chắc chắn sẽ được thành công và nó sẽ được phơi bày trước thiên hạ. Thì lúc này ông ta mới hô gọi, này Muhammad, gọi Nabi. Thì lúc này Nabi quay trở lại mới nói, ngươi có chuyện gì mà cái điều gì khiến cho ngươi phải đuổi theo ta? Hỏi Suraka. Thì Suraka mới nói, thưa hỏi Muhammad, ngươi có biết cái mạng của ngươi được thưởng giá tới 100 con lạc đà, chỉ cần tìm được ngươi dù sống hay chết thì được thưởng cho 100 con lạc đà, tất cả dân mà cá đều rời khỏi nhà để mà tìm ngươi rồi, thì ta cũng muốn được 100 con lạc đà đó. Thì Nabi mới nói, này Suraka, bây giờ ông hãy quay về đi và ông nói với mọi người là ông không thấy ta, hãy quay về đi. Thì ông ta mới nói, vậy chứ ta được cái gì? Nếu bây giờ quay trở về nói như vậy đó, ta sẽ được cái gì? Thì Nabi mới nói, ta hứa với ngươi, ta sẽ cho ngươi cái vòng đeo tay của vua Ba Tư. Vua Kisra thời đó, Ba Tư là một nước hùng mạnh nhất thời đó. Nabi nói, ta sẽ cho ngươi cái vòng đeo của vua Ba Tư. Thì ông ta nói, ta muốn được một cái tờ cam kết, một cái tờ hứa. Thì Nabi đã kêu ông Amir ibn Fuhayrat, cái người hầu của Abu Bakr, ghi lại Bismillahirrahmanirrahim từ Muhammad bin Abdullah, thiên sứ của Allah subhanahu wa ta'ala, hứa cho Suraka bin Malik cái vòng đeo tay của vua Ba Tư và ký tên là thiên sứ của Allah và giao cho ông ta cái mảnh da đó. Thì ông ta giữ bên mình, thì ông ta đi về. Thì trên đường ông ta về thì ông ta gặp dân Quraysh, nó kéo đến trên con đường đó. Thì ông ta mới nói, mọi người đi về đi, ta từ hướng này ta đi mà không gặp Muhammad rồi, các người đi cũng vô ích thôi, về đi, ta hãy về đi. Thì ông ta chạy đi trước, thì mọi người cũng nản chí, thì họ cũng quay trở về. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã đi bình an đến như Madina. Thì trong khoảng thời gian đi đó, Abu Bakr là người hoang mang và sợ hãi nhất. Đang đi đó thì chốc lát ông ta chạy bên phải, chốc lát ông ta chạy bên trái, chốc lát ông ta chạy sau lưng, chốc lát ông ta chạy phía trước Nabi. Thì Nabi mới nói, này Abu Bakr, ông bị gì vậy? Làm gì mà ông cứ chạy xung quanh ta hoài vậy? Thì ông ta nói, thưa thiên sứ con, khi mà tôi đang đi đó, tôi cứ tưởng rằng là gì, kẻ thù nó sẽ bắn tên là bị từ phía sau, cho nên tôi chạy phía sau, nếu chúng tôi sẽ là người chúng nó. Và tôi đang đi tôi sợ họ sẽ bắn tên là bị tấn công, là bị tay phải, thì chạy tay phải. Thì ông ta luôn sợ rằng là bị sẽ bị tấn công bởi kẻ thù, là ông ta tưởng tượng địch tấn công bên nào thì ông ta sẽ chạy qua bên đó. Nabi mới nói, ông hãy an tâm đi, Allah ngài đã hứa bảo vệ cho ta rồi, cứ việc đi đi, Allah sẽ bảo vệ cho ta. Thì cái niềm tin của Nabi và cái sự hy sinh và quan tâm của Nabi, của Abu Bakr dành cho Nabi trong chuyến đi này, nó rất là rõ ràng. Ông ta đã hy sinh tất cả những gì ông ta có thể hy sinh, dành hết cho Nabi và cái tôn giáo Islam này. Cho nên ông ta xứng đáng là người tốt nhất trong thế giới, loài người này được xếp sau với Nabi. Và Nabi nói, nếu như đức tin của Iman của Abu Bakr đặt một giá cân, và đức tin Iman của cả cộng đồng của ta, trong đó có Umar, có Usman, có Ali, và có tất cả Sahaba của ta và tất cả mọi người khác đặt bên giá cân còn lại đó, thì đức tin Iman của Abu Bakr nặng hơn tất cả. Thì chúng ta hãy tưởng tượng Abu Bakr, Iman của ông ta như thế nào, không ai có thể so sánh được với Abu Bakr. Rồi chúng ta sẽ thấy được Umar, ông ta cũng có lần ganh tị với Abu Bakr về Iman, nhưng sau này ông ta cũng đã khâm phục Abu Bakr. Thì chúng ta sẽ biết điều đó ở lần sau inshallah. Thì đó là chúng ta đã xong cái bài tiểu sử của Nabi sallallahu alaihi wasallam trong hôm nay. Inshallah tuần tới chúng ta sẽ biết Nabi đến Madina, Nabi sẽ làm gì. Wallahu a'lam wa ahkam, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad.